Xin chào tất cả mọi người. Mình là Phước Sửu. Mình là Phượng Thạch. Là một cái local tour tại Hồ Tràm. Bất ngờ ngày hôm nay là trong những cái ngày cuối tuần của đầu hè phong Phượng Thạch, Phước Sửu cùng với một vài gia đình gọi là tham quan tại Hồ Tràm. Nhưng mà rất là tuyệt vời bởi vì tới đây gặp Phượng Thạch và Phượng Thạch chỉ cho mình đi tới những cái nơi mà rất là ok luôn Phượng Thạch ạ. Bởi vì những cái nơi đó là mình đã đi Hồ Tràm rất nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ tới những cái nơi mà nó gọi là hoang sơ mà rất là heavy á. Thì hôm nay á là một cái nơi mình check in ăn trưa và mình nghỉ ngơi tại đây luôn, một cái resort khá đẹp. Thì Phượng Thạch có thể nói sơ qua cho mọi người về cái resort này được không? Mọi người đang đứng ở resort The Ruộng. Đây là một cái resort khá là thú vị và độc đáo ở Hồ Tràm. Bởi vì là mọi người xuống Hồ Tràm thì là mọi người sẽ đi ở biển. Ở biển, yeah. Nhưng mà chúng ta đi ra biển chơi, chúng ta đi ra ăn hải sản, chúng ta đi thả diều. Nhưng tối về chúng ta lại ngủ ở ruộng. Yeah. Và chúng ta ăn một ngày chúng ta ăn hải sản rồi thì chắc chắn là ngày hôm sau sẽ rất là khó ăn, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là một ngày mà chúng ta ăn hải sản ở ngoài biển xong tối về ruộng và chúng ta lại ăn thêm một cái món đồng quê thì nó làm cho chúng ta có một cái chuyến nghỉ dưỡng nó thú vị hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Phía trước The Ruộng là một cái cánh đồng bát ngát. Rồi bây giờ nghe nói rất là hay rồi. Kéo mình dài từ thị trấn ra tới biển Melia, yeah, Hồ Tràm. Vậy hả? Cho nên là mọi người cùng với Phượng và Sửu sẽ chúng ta có một tham quan cái thực tế đi. Tham quan thực tế. Nghe nói là hấp dẫn quá rồi. Bây giờ là mình get let's go mình đi nào đây. Rồi ok. Phượng ơi thì cho mình hỏi thì Phượng về đây ở bao lâu rồi á Phượng? Mình là dân Sài Gòn. Thì mình xuống đây cũng 2-3 năm cũng tìm hiểu về đất, rồi về khí hậu, về thổ nhưỡng. Thì cũng cái đợt dịch vừa rồi mình thấy rằng là Sài Gòn, tức là cái đợt dịch đấy là ở Sài Gòn thì rất là rủi ro. Cho nên là mình cũng suy nghĩ là về quê hay là chọn ở đây. Thì cuối cùng là ông xã với mình quyết định là về ở đây luôn. Bởi vì là thứ nhất là cái khí hậu ở đây. Cái khí hậu ở đây là một trong những cái nơi mà Phượng thấy rằng là cái khí hậu nó mát mẻ và lý tưởng nhất 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 cái khu vực Đông Nam Á. Vì ở đây nó nắng ấm bốn mùa, rồi cũng không có bão, không có lũ lụt, rồi cũng không có bị lạnh rét buốt. Đấy, mà bạn thấy là một bên kia là rừng, bên kia là biển. Rồi ở đây chúng ta có thêm cả cánh đồng lúa, rồi sông ngòi. Tất cả mọi thứ thiên nhiên đều rất là ưu đãi. Ở đây là cái lối gọi là check-in vào The Ruộng phong. Đúng ở đây bạn. Thì mình có thể là đặt phòng hoặc là đặt những món ăn ngay tại đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình lướt qua một tí xíu mình xem cái hệ thống nhà hàng ở đây nó có khác gì với những nhà hàng khác không Phượng Thạch ha? Đây là một trong những cái nhà hàng mà Phượng rất là tâm đắc bởi vì là cái kiến trúc của nó rất là đơn giản, độc đáo và mát. Ở đây mọi người có thể thưởng thức những cái bữa cơm ngon cùng gia đình bên cạnh cả hồ bơi và cánh đồng lúa. Gió thổi từ cánh đồng lúa vào nó rất là mát, cho nên là về cái feel cho một bữa ăn á, nó làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu và nó được được xả, gọi là xả những cái lo toan, bỏ những cái lo toan, những cái bộn bề bộn phiền trong công việc đó, đắm mình vào trong thiên nhiên. Ở đây á thì như Phước Sửu thấy là tất cả những cái vật dụng nè, rồi á là mà những cái homestay được tái chế và sử dụng đa số bằng những vật liệu thiên nhiên. Đúng nên rồi. Nó là nó gần gũi với thiên nhiên lắm. Đúng rồi. Mọi người có thể thấy đây là một trong những cái cảnh quan mà rất là nên thơ của The Ruộng. Mọi người vừa tắm rồi vừa ăn rồi cà phê dưới một cánh đồng như này, nhất là buổi sáng sớm mà chúng ta thức dậy á, là chúng ta có một cái ly trà chúng ta uống trước cánh đồng lúa như thế này, nó làm cho tất cả mọi cái buồn phiền hay những cái lo lắng gì đó rồi nó cứ trôi hết đi, nó trôi hết ra đó. Bây giờ là mình sẽ đi ra sát cái bởi vì lâu lắm rồi Phước Sửu không có cảm nhận những cái mùi hương mạ non. Nhưng mà hôm nay là những cái đầu mùa hương mạ non đang những cây lúa đang lên. Một cái cảnh rất là chiêu Phượng Thạch. Mình có thể ngồi thử ở đây Phượng Thạch ha. Ok bạn. Rồi. Đấy, ở đây nè. Buổi sáng sớm hay là buổi chiều tối đó Phượng Thạch thì mình có thể ngồi đây uống những tách ly trà nè. Trời ơi, nhìn bên kia là hồ bơi, những cái bikini chân dài nè, bơi xả và
nhìn bên kia là một cái cánh đồng rất là tuyệt vời. Và những căn homestay này mình nghĩ khi mà mình nghỉ dưỡng ở đây á thì cực kỳ mát luôn không Việt? Đúng rồi. Cái căn nghỉ dưỡng homestay này hay còn gọi là cái khu bungalow á, nó là một trong những kiến trúc mà rất là được nhiều báo chí họ tới đây họ chụp hình và họ PR, bởi vì đây là một trong những cái bungalow có kiến trúc rất là độc đáo. Rất là độc đáo. Và bên mình được thiết kế theo những cái phòng giống như là phòng family gia đình, hoặc là đây là những cái phòng đơn dành cho kiểu như hai người lớn. Nếu mà cái gia đình có một đến hai bé nhỏ thì có thể ở trong những cái gia đình đây. Và xíu nữa Phượng sẽ dẫn mọi người đi tham quan một bên trong để mọi người khám phá rằng là ở bên trong nó rất là dễ thương. Tức là chúng ta kéo rèm ra một cái là chúng ta thấy cả cái thiên nhiên trước mặt. Còn phía sau cái khu nhà vệ sinh thì mọi người có thể là tức là tự nhiên dưới dưới thiên nhiên. Nghe nói như vậy là mình rất là thích lắm luôn, bởi vì nghe đâu là có những cái gọi là khi mà mình gọi là tắm không thì nhiều nơi gọi là tắm sauna nè, tắm sông hơi nè, rồi tắm nhiều thứ khác, nhưng mà lại tắm nu giữa thiên nhiên. Nu giữa thiên nhiên thì nó mới lạ và nó đặc biệt như thế nào Phượng Thạch. Thì bây giờ mình cũng lỡ rồi, mình check in luôn đi Phượng Thạch ha. Ok bạn. Để xem thử là cái này nó có hấp dẫn hay không, và đúng là mình có thể trở về với thiên nhiên hay không ha. Bây giờ mình và Phượng Thạch sẽ đưa mọi người tới một cái homestay cực kỳ đặc biệt tại Đường Rồng, phải không? Đúng rồi. Mình sẽ check in ngay, mình cảm giác mình rất là háo hức, bởi vì mình muốn là tận hưởng một cái không khí gọi là của trời và của đất, của thiên nhiên. Để làm sao đây là một cái homestay và tuyệt vời nhất trong hôm nay là gia đình mình sẽ nghỉ dưỡng ở đây. Rồi xin mời Phượng Thạch. Chúng ta sẽ đi vào tham quan một cái căn phòng rất là điển hình ở Đờ Ruộng ha. Đây là căn phòng một phòng ngủ. Đây, Phượng dẫn mọi người vào tham quan. Rồi, mình sẽ bật điện lên Phượng Thạch ha. Rồi. Đây, mình giới thiệu các bạn trước. Phòng ngủ của chúng ta mở ra là thiên nhiên trước mắt luôn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đây. Mình chỉ cần mở cửa ra là có gió, có nắng nè, có lúa nè. Đó là tất cả những cái gì gọi là thiên nhiên luôn. Quá tuyệt vời Phượng ạ. Yeah. Trời ơi, một cái khung cảnh cực kỳ nên thơ. Và Dũ rất là thích ở đây là có cả hoa sen luôn á Phượng. Đúng rồi. Trời ơi, thích quá à. Có cả xích đu nữa nè. Sắp tới bên Đờ Ruộng sẽ sắp lắp thêm một cái hồ nhỏ nhỏ ở đây để cho các bé có một cái game nhỏ nhỏ là bắt cá. Ủa da, bắt cá. Có như là mình có thể thả những cái nơm xuống. Đúng rồi. Là bắt những con cá dưới hồ luôn. Chính xác luôn. Mùa này thì là khách xuống là hay đi hái trái miền Bắc với lại hái cái bông sen đấy. Và bông sen chụp hình quá đẹp luôn. Và một cái điều tuyệt vời khi ở đây thì mình cũng được thả diều nè. Đúng rồi. Và mình thích những có cả bánh cung nữa. Rồi bây giờ mình đi di chuyển về cái về với thiên nhiên. Lúc đó là giống như là mình theo chân ba mẹ của mình á, đi cày á Phượng, rồi đi xạ nè, rồi những cái lúc mà gặt thì tất cả ở đây nó sẽ tái hiện được hết ở đây không Phượng Thạch? Chính xác. Ở đây thì chúng ta sẽ mọi người thường hay nghĩ là khi mà mùa mạ non đẹp nhất, nhưng thực ra là mùa nào nó cũng đẹp. Như là mùa lúa chín thì nó vàng rực lên. Còn cái mùa gặt thì chúng ta sẽ thấy người nông dân người ta đi cuộn các cái cuộn rơm lại, giống như là chúng ta đang đi ở những cái bàn quan sát rất là dễ thương, các cái đủ cỏ. Rồi khi mà cỏ xong mà cái mùa nước nổi lên để cho chờ á, thì là chúng ta sẽ thấy người ta lùa vịt ra đồng, rồi có những cái đàn cò họ xà xuống họ ăn bắt dế chẳng hạn á. Thì mùa nào ở đây cũng đẹp hết. Wow, quá tuyệt vời luôn. Và Phước Sửu rất là thích hôm nay mình đưa những đứa con của mình, bởi vì ở Sài Gòn mà những đứa con này nó đứa con của mình nó đâu được trải nghiệm những cái thiên nhiên như thế này đây, và thế này đâu, và bây giờ là trở lại như vậy là giống như rất là thích thú lắm Phượng ạ. Nãy giờ là cái này rất là thích thú luôn, bởi vì chưa bao giờ thấy cái cảnh đồng ruộng hoa
hoang sơ, nhìn về bên kia là những cái đồi núi ha. Đồi núi len. Và nằm ở phía này thì kết hợp vào với những cây sen, cây súng. Và nói như vừa nói là sau này có những cái thả nôm bắt cá và bắt những cá. Cái làng chài ở đây và là nhỏ nhỏ những cái ao thì quá tuyệt vời phải không? Chắc là Sửu chưa xem qua cái phòng tắm ở Đờ Rùa. Đây là một trong những các cái là mình khám phá. Cái phòng tắm mà như mọi người nói đó là phòng tắm nu phải không Phượng? Tắm giữa thiên nhiên, tắm giữa thiên nhiên. Là mình nói sơ qua về cái gian phòng ngủ này ha Phượng ha. Thì trong cái gian phòng ngủ này á, khi mà mình thích mở máy lạnh thì mở, còn không thì mình có thể mở hết ra. Đúng rồi. À, là mình cảm giác là sẽ có gió cực kỳ mát. Thiên nhiên coi như là sống hòa mình với thiên nhiên. Đúng rồi. À, và ở đây thì tắm nước nóng cũng được, còn không thì mình có thể tắm nu bằng một cái phòng tắm như thế này đây. Đây, rất là đặc biệt luôn Phượng ạ. Lần đầu tiên luôn mà Phước Sửu thấy cái cảnh gọi là một cái resort là kết hợp giữa là thiên nhiên như thế này. Yeah. Đây. Wow, đây là phòng tắm sao? Ngàn sao, phòng tắm ngàn sao. Wow, đây là phòng tắm sao cả nhà. Đứng bên cạnh cây chuối nha. Trời ơi, đứng bên cạnh cây chuối nữa. Trời ơi, một cái phòng tắm là coi như là nó thực sự á, nếu mà bên ngoài nhìn vô thì không để ý, nhưng mình ở bên trong mình nhìn ra thì có thể biết là ai đang sang của mình. Rồi bây giờ bắt đầu là mở mọi nước thử nha. Đây có phải là phòng tắm hay không ạ? 1, 2, 3. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Gọi là tắm nu là đây cả nhà. Tắm nu đây cả nhà. Mình tắm nhưng mà gần như là không có một cái vách gì hết. Và mình tắm mà như là không có một cái vách gì hết. Ở đây xung quanh đều là bằng tre nứa đó hết luôn. Đấy, nên cực kỳ mát mẻ luôn. Rồi bây giờ mình tạm thời ngưng cái vòi tắm này lại ha.